coi có chưa, có sống chưa, được không? Thường là lên trên đỉnh này, cái đỉnh dốc ngoài kia là điện. Nếu cần việc chỉ, chứ còn ở đây không có sống, chịu. Đấy là chuyện thường ngày ở bản Sắt. Còn tại bản Ploang, năm 2018, dân bản được hỗ trợ hệ thống năng lượng điện mặt trời. Nhưng niềm vui này cũng thật ngắn ngủi. Sau 2 năm, các thiết bị đã hỏng hoàn toàn. Ắc quy bị mòn, đứt dây, chạm điện xuống cấp. Tấm pin thành chỗ phơi quần áo. Trên mặt trận của tỉnh là tăng cho trường bản là một cái tivi. Là 3 năm đây rồi không sử dụng được, điện năng lượng không dùng được là cùng tivi cũng vật luôn đó. Còn cái quạt cũng không thể thực hiện nhiệm vụ của mình giữa trời nóng hơn 40 độ C. Không điện, không sóng là tình trạng chung của 6 bản tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh từ nhiều năm nay. Đây là lần thứ 7 anh Nhát đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nơi có điện và sóng mạnh nhất để làm giấy tờ và mã định danh điện tử. Mỗi lần, anh tranh thủ đưa thêm người hàng xóm làm nốt hồ sơ vì bản cách trung tâm xã 50 phút đi xe. Tại vì ở bản tôi thì không có điện và không có sóng. Thời gian lâu quá nên quên hết mật khẩu. Ra ngoài có sóng thì cùng ba con cùng để lâu năm rồi cũng khóa sim cũng không dùng được. Chỉ có đăng ký sim điện chủ thôi, nhưng mà chưa kích hoạt định danh. Thì yêu cầu thứ nhất phải có điện thoại smartphone. Máy thì máy phục vụ cũng không làm được. Đã đề xuất lên trên rất là nhiều lần. Hỗ trợ kéo cái điện lưới vào đến các cái bản xá mà chưa có điện lưới và hệ thống mạng để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của bà con cũng như là chuyển đổi số. Thì địa phương cũng đang chờ đợi cái sự đầu tư của các cấp. Lực lượng công an xã miệt mài đi từng thôn bản hướng dẫn giấy tờ cần thiết, đặt những cuộc hẹn tại nơi có sóng, có điện, hỗ trợ người dân bằng chính điện thoại của mình. Tôi chưa tiếp cận nhiều và tôi chưa biết rõ hết tất cả các ứng dụng này kia. Nếu mà có điện có sóng, tiếp cận các công nghệ mới thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.